Một cuộc khảo sát của một tạp chí du lịch nổi tiếng xếp Việt Nam vào danh sách 20 nước hấp dẫn nhất cần đến tham quan trong đời. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12 và là một trong số 5 nước châu Á góp mặt trong danh sách mà 128.000 độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn trong cuộc khảo sát thường niên Reader's Choice Awards. Đây là tỷ lệ tham gia lớn nhất trong lịch sử của tạp chí này. Condé Nast Traveler dẫn lời đầu bếp Mỹ nổi tiếng Anthony Bourdain, người chuyên đi khắp nơi trên thế giới để nếm những món ăn và trải nghiệm văn hóa, nói rằng đến Việt Nam đã thay đổi cuộc đời ông. Ông nói Việt Nam giống như một hành tinh khác lôi cuốn ông đến và không bao giờ thả ra. Uống cà phê Việt Nam và ăn phở suốt ngày là chúng tôi cũng vui rồi, nhưng những người mạo hiểm có thể đi xuống hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đòn ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, ông nói. Thái Lan và Ấn Độ là hai nước châu Á khác xếp trên Việt Nam, lần lượt ở vị trí thứ 8 và thứ 10. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Ý được bình chọn là điểm đến số 1 mà du khách muốn đến thăm. Bốn nước còn lại trong top đầu là Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Hy Lạp.